khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Công cuộc phục hưng của đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt đầu. Chiều ngày 5 tháng 5, thì huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã có mặt ở Hà Nội bắt đầu cho hành trình dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam với một bản hợp đồng kéo dài là 2 năm. Giống như người đồng hương Park Hang-seo cách đây đúng 7 năm, nhiệm vụ của ông Kim cũng là khôi phục lại vị thế cho những chiến binh sao vàng sau giai đoạn không thành công của người tiền nhiệm. Người Hàn Quốc tái xuất. Sau hơn một tháng chia tay ông Philippe Chaussier, đội tuyển bóng đá và U23 Việt Nam đã có những huấn luyện viên trưởng mới. Xuyên suốt khoảng thời gian ấy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã rốt ráo tuyển chọn cái tên phù hợp từ hơn 10 ứng viên tuyển đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau. Và sau tất cả, một người Hàn Quốc lại được lựa chọn. Và trùng hợp thay, vị huấn luyện viên này cũng đến từ công ty đại diện của ông Park Hang-seo. Trên thực tế, không ít lời ong tiếng ve về việc VFF sẽ tái hợp với huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc. Bởi nhìn từ giai đoạn huấn luyện viên Park Hang-seo đương nhiệm cho đến khi nói lời chia tay, bên cạnh những thành công tạo dựng được với các đội tuyển Việt Nam, ekip đến từ xứ sở kim chi cũng có một số bất đồng về mặt quan điểm làm việc với VFF. Song thì trong bối cảnh cần gấp một huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Việt Nam hướng tới hai trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra vào tháng 6 tới, chuyện lựa chọn một huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc thì vẫn được xem là giải pháp ít rủi ro hơn cả. Tất nhiên, để có thể tăng tính an toàn cho thương vụ này, nhất là sau giao kèo bất thành với huấn luyện viên Chaussier, VFF cần phải cẩn trọng đưa ra một số điều khoản. Điều này nhằm phù hợp hơn với các kịch bản tốt và xấu có thể xảy ra. Việc đánh giá màn thể hiện của tân huấn luyện viên Kim Sang-sik qua từng giai đoạn quan trọng với những giải đấu lớn cụ thể trước khi đưa ra quyết định tiếp tục hay là dừng hợp tác được đánh giá là cá tính an toàn và hợp lý đến từ tổ chức điều hành của bóng đá Việt Nam. Theo chiều hướng ngược lại thì ông Kim Sang-sik và công ty đại diện thì cũng không nắm đằng lưỡi trong giao kèo với VFF. Thực tế là suốt một tháng vừa qua, người đứng đầu công ty đại diện này một mặt là sớm tiếp cận gặp gỡ với lãnh đạo đại diện VFF, mặt khác thì bằng sự hỗ trợ tối đa cho ứng viên Kim Sang-sik, nay là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, công ty đại diện này đã liên tục tìm kiếm thông tin về đội tuyển Việt Nam, tình hình của các cầu thủ và thậm chí là cả những vấn đề từ phía huấn luyện viên Chaussier. Trong một giai đoạn cầm quân không thành công với những chiến binh sao vàng. Quan trọng hơn cả thì một lý do để cho ông Kim Sang-sik thêm phần yên tâm khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chính là sự hậu thuẫn đến từ ông Park Hang-seo. Theo đánh giá từ nhiều chuyên gia, ngay cả khi chia tay đội tuyển Việt Nam sau một năm thì tầm ảnh hưởng của ông Park đối với các cầu thủ vẫn là rất lớn, thậm chí là so với ông Chaussier ở thời điểm đương nhiệm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tiếng nói và tầm ảnh hưởng của ông Park Hang-seo thì vẫn có trọng lượng đối với nhiều cầu thủ. Hiển nhiên nếu như mà ông Kim Sang-sik có sự hậu thuẫn đến từ ông Park, việc thu phục lòng quân nơi đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ diễn ra thuận lợi. Làm lại từ móng. Nhiệm vụ tổng quát của ông Kim Sang-sik đó là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và cả U23 Việt Nam tại vòng loại World Cup, AFF Cup, vòng loại Asian Cup, giao hữu quốc tế, vòng chung kết U23 châu Á hay là SEA Games. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến những mặt trận này thì ông Kim sẽ phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng từ phía người tiền nhiệm Chaussier. Sau công cuộc phải đào tạo được niềm tin và khơi dậy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ hứa hẹn, nhận được sự hậu thuẫn đến từ ông Park Hang-seo, ông Kim Sang-sik sẽ phải củng cố góc độ liên quan đến phòng ngự của những chiến binh sao vàng. Đây cũng chính là gốc rễ cho vấn đề của riêng đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn một năm vừa qua. Dù là cố gắng tạo ra góc độ phòng ngự chủ động hơn cho các học trò, song vẫn phải thừa nhận huấn luyện viên Chaussier không thu được kết quả tốt cho đội tuyển Việt Nam. Giai đoạn từ tháng 10 năm 2023 cho đến tháng 3 của năm 2024 đã chứng kiến một chuỗi trận mà đội tuyển Việt Nam hiếm khi giữ sạch được lưới. Ba thất bại cốt lõi đã đẩy ông Chaussier khỏi ghế huấn luyện viên trưởng trước khi Indonesia cũng đến từ sai lầm chí mạng của hàng phòng ngự. Lần lượt những Thanh Bình, Tuấn Tài và Minh Trọng đã mắc lỗi khiến cho đội tuyển Việt Nam thua đau trước đại diện xứ vạn đảo. Và rồi thì giọt nước tràn ly diễn ra trong ngày ông Chaussier phải nói lời chia tay. Đội tuyển Việt Nam thua chóng vánh 0-3 trước Indo ngay trên sân Mỹ Đình. Vậy nên thì với tư cách huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, thay vì là tìm kiếm giải pháp mang tầm vĩ mô để có thể cải thiện nền móng của cả nền bóng đá quốc gia, Kim Sang-sik sẽ phải đặt trọng tâm vào việc cải thiện hàng thủ cho những chiến binh sao vàng. May thay đấy có thể được xem là thế mạnh của vị huấn luyện viên 47 tuổi này, bởi xuất thân từ một trung vệ, tiền vệ phòng ngự có tiếng tại Siang Nam, Giang Bóc và Sang-ju Sang-mu. Trên ưu tiên hàng phòng ngự thấm nhuần đối với ông Kim Sang-sik,
Sau này khi làm huấn luyện viên trưởng của Zenberg, ông Kim cũng chủ trương xây dựng hình khối ưu tiên sự vững chắc nền hàng phòng ngự với 3 tuyến lùi sâu trước cầu môn đội nhà. Cạnh phòng ngự có phần cực đoan ấy từng bị chỉ trích gay gắt trên báo giới Hàn Quốc, nhưng chính các chuyên gia ở xứ Kim Chi thừa nhận lối đá thực dụng ấy của ông Kim cực kỳ phù hợp với các đội bóng tầm trung. Đội của ông Kim không thích rủi ro khi tấn công. Vấn đề này cần được ông Kim và cộng sự giải quyết khi làm việc ở Việt Nam. Ông Matthew Bin, chủ biên của K-League United đưa ra nhận định. Xây dựng các trung vệ. Một điểm mạnh của Kim Sang-sik chính là đào tạo ra các trung vệ giỏi. Kim Min-jae, cầu thủ đang chơi cho Bayern Munich từng được chính Kim Sang-sik phát hiện và đào tạo trước khi ngôi sao này sang châu Âu chơi bóng. Nên nhớ là trước thời điểm đó, Kim Min-jae chỉ là một cầu thủ chơi bóng ở hạng 2 Hàn Quốc. Qua bàn tay của Kim Sang-sik, cầu thủ này đã có bước thăng tiến vượt bậc, qua đó anh trở thành ngôi sao đắt giá hàng đầu của bóng đá xứ Kim Chi hiện tại. Park Seung-ho cũng là một trường hợp hồi sinh dưới thời Kim Sang-sik. Cầu thủ này được đào tạo bởi lò danh tiếng La Masia nhưng không thành công tại châu Âu. Anh phải quay về Hàn Quốc với hy vọng vươn vát sự nghiệp. Kim Sang-sik nói rằng mấu chốt vấn đề của Park Seung-ho chính là thiếu tự tin. Và ông đã vực dậy cầu thủ này để anh vươn tầm thành trung vệ hàng đầu của K-League. Để rồi sau đó thì Park Seung-ho trở lại châu Âu và anh thi đấu cho câu lạc bộ Birmingham City của Anh. Một người bạn của huấn luyện viên Kim Sang-sik tâm sự. Để có thể hiểu quan trị của ông, chúng ta có thể nhìn vào các cầu thủ như tiền vệ Park Seung-ho. Park đang chơi cho câu lạc bộ Birmingham tại nước Anh, nhưng làm việc 3 mùa giải cùng ông Kim tại Zenbok. Anh trở lại chơi ở K-League năm 2021 sau nhiều năm không thực sự thành công tại châu Âu. Rõ ràng là Kim có ảnh hưởng lớn lên Park khi đôn anh lên làm đội phó. Năm ngoái thì Park làm đội trưởng của Hàn Quốc đoạt huy chương vàng ASEAN 19, nên được miễn nhiệm vụ quân sự và chuyển sang Birmingham. Ngay sau khi Zenbok vô địch K-League, khoảnh khắc xúc động nhất là việc đội trưởng Jeong-ho chạy đến ôm Kim và bật khóc. Hồng khi đó 32 tuổi đã đạt nhiều danh hiệu nhưng vẫn xúc động trước huấn luyện viên. Khoảnh khắc đó cho thấy mối quan hệ giữa Kim và cầu thủ tốt như thế nào. Chưa kể ông cũng từng nhiều lần nhảy trên sân. Ngay cả khi đội đoạt danh hiệu, ông Matthew Bin, chủ biên của K-League United nói, hàng loạt những tin đồn xoay quanh lương thưởng của ông Kim Sang-sik bắt đầu hiện diện trên báo giới trong 3 ngày 4 trở lại đây. Một số nguồn tin khẳng định ông Kim Sang-sik sẽ nhận mức lương tương đương với nhiệm kỳ đầu tiên mà ông Park đến Việt Nam hồi tháng 10 năm 2017. Cụ thể, vị huấn luyện viên này chỉ nhận khoảng 20 đến 20 ngàn đô la một tháng sau thuế. Con số này dao động khoảng 500 đến 600 triệu Việt Nam đồng. Các nguồn tin này lập luận, ông Kim và ông Park có cùng xuất phát điểm và được quản lý bởi cùng một công ty đại diện. Thêm vào đó, cả hai cũng đến làm việc trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không có thành tích tốt. Ngoài ra, ông Kim vốn dĩ có một tiềm lực tài chính mạnh khi còn làm việc tại Hàn Quốc. Vậy nên tiền lương không phải là yếu tố quan trọng đối với nhà cầm quân này khi mà ứng vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Thêm lý do cuối cùng đó là lộ trình. Công ty đại diện của cả ông Kim lẫn ông Park tin rằng 2 năm đầu tiên với mức lương thấp là phù hợp khi đàm phán với VFF. Nếu mọi chuyện thành công, họ sẽ yêu cầu mức lương cao hơn ở những năm tiếp theo. Câu chuyện ông Park hưởng 50.000 đô la một tháng sau thuế khi tái ký hợp đồng 3 năm với VFF vào tháng 11 năm 2019 là điển hình. Một số nguồn tin khác thì lại cho rằng mức lương của ông Kim Sang-sik không thể thấp hơn 60.000 đô một tháng, tức là tương đương với những gì mà người tiền nhiệm Chelsea được nhận. Lý do là bởi khác với Park Hang-seo, Kim Sang-sik vốn dĩ đã có tên tuổi tại Hàn Quốc. Trong giai đoạn làm trợ lý cũng như dẫn dắt Zenbok, ông Kim cũng đã nhận đãi ngộ ở mức 50.000 đô la Mỹ một tháng. Báo Thái Lan đánh giá bất ngờ về huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tờ Siam Sport của Thái Lan tỏ ra đặc biệt quan tâm đến việc huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua, thì huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức ra mắt truyền thông và người hâm mộ Việt Nam sau khi ký hợp đồng có thời hạn là 2 năm với VFF từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 của năm 2026. Việc chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam thu hút sự chú ý của truyền thông trong khu vực. Trong đó thì có báo chí Thái Lan. Tờ Siam Sport nhận định là huấn luyện viên Park Hang-seo từng thành công với bóng đá Việt Nam nhờ vào phong cách Hàn Quốc. Khi ấy, bóng đá Việt Nam đã vượt qua cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Thái Lan. Dưới thời của ông Park, U23 Việt Nam có 2 lần vô địch SEA Games liên tiếp, vào đến chung kết U23 châu Á 2018. Còn đội tuyển quốc gia Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, đồng thời là giành vé dự vòng loại cuối World Cup 2022. Với một huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc khác là Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam có thể kỳ vọng lấy lại được vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á từ tay người Thái Lan. Vị chiến lược gia 47 tuổi được đánh giá cao hơn ông Park khi cùng tuổi. Ông Kim là một nhà cầm quân thú vị của Hàn Quốc, tờ Siam Sport đưa ra nhận định. Trong buổi lễ ra mắt chính thức với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik khẳng định,
Chiến lược bóng đá của tôi đó là chiến thắng dựa trên tinh thần quyết tâm. Thắng ở tất cả các trận là kỳ tích trong bóng đá. Tôi nghĩ quyết tâm thử thách, hy sinh trong mỗi trận đấu thì sẽ tạo nên kỳ tích. Ông Kim Sang-sik có một tháng chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Philippines ngày 6 tháng 6 ở sân nhà và Iraq ngày 11 tháng 6 trên sân khách. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, sau vòng loại 2 World Cup, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ bận rộn với AFF Cup 2024, vòng loại U23 châu Á 2026 và cả SEA Games 2025. Lãnh đạo của VFF rất kỳ vọng về một kết quả tốt của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên dưới thời của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, mở ra mối liên duyên đáng được trông đợi giữa đôi bên với thời hạn là 2 năm.